Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Ghana Free Fire mang đến chúng ta đó là cái sự kiện đầu tiên trong chuỗi đại tiệc 30 tháng 4. Thì ở đây chúng ta sẽ có một sự kiện đó là gọi bạn trở lại, và một sự kiện rất là dễ dàng để cho anh em có thể làm được. Đấy, sự kiện này thì mình cũng đã giới thiệu cho anh em rất nhiều lần rồi. Ở đây chúng ta sẽ có đó là huy hiệu đai xanh cũng như huy hiệu bóng nước xanh. Thì mình nghĩ là cái huy hiệu đai xanh này sẽ được sử dụng để quy đổi trong cái shop quy đổi của cái sự kiện 30 tháng 4. Tại vì chúng ta biết là cái sự kiện, những cái sự kiện lớn của mỗi tháng nào nó cũng sẽ có một shop quy đổi, và đây chúng ta sẽ sử dụng những cái huy hiệu như là cái huy hiệu đai xanh hay huy hiệu bóng nước xanh này để có thể tham gia sự kiện đó. Ví dụ cái huy hiệu đai xanh này mình nghĩ là có thể đổi trực tiếp ra một số những loại đồ, trong khi đó thì cái huy hiệu bóng nước xanh thì chúng ta có thể sử dụng để bốc thăm may mắn ở trong cái chuỗi sự kiện đó. Ok, thì để mà gọi được bạn thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có những cái người mà lâu rồi họ không đăng nhập vào trong game để mà có thể điền cái ID của chúng ta vào trong cái mục kêu gọi. Ví dụ như là các bạn sẽ cần một cái tài khoản mà khoảng 14 ngày rồi chưa đăng nhập vào trong Ghana Free Fire. Đấy, phải là tài khoản 14 ngày chưa đăng nhập vào trong Ghana Free Fire nhá. Ngày xưa ấy thì bên Ghana họ chỉ yêu cầu là chỉ cần tài khoản 7 ngày chưa đăng nhập vào thôi. Đấy, ví dụ như cái tài khoản phụ này của mình là 14 ngày chưa đăng nhập vào trong Ghana Free Fire, thì bạn bấm vào trong phần bạn bè, sau đó có cái phần kêu gọi này, thì ở đây nó có cái mục quà kêu gọi, các bạn điền ID của cái người mà các bạn cần kêu gọi vào, sau đó ấn xác nhận thì chúng ta sẽ cái tài khoản mà gọi là đi kêu gọi thì sẽ nhận được đó là hai cái hòm súng, được hai huy hiệu đai xanh cũng như là một cái huy hiệu bóng nước, trong khi đó cái tài khoản mà được kêu gọi thì sẽ nhận được thêm hai cái hộp súng Famat nữa. Đấy, thì nói chung là đây là một cái sự kiện nó rất đơn giản, và thực ra thì đa số như anh em mà theo dõi trên kênh của Rikaki Gaming thì từ xưa đến giờ cho anh em phải tạo đâu đó khoảng 7 cái tài khoản phụ rồi. Đấy, thì bây giờ cái việc mà tạo Gmail ngày xưa ấy, khi mà game Ghana Free Fire nó chưa cho sử dụng Gmail để mà có thể tạo tài khoản ấy, thì cái việc mà có tài khoản phụ ấy nó hơi khó, tại vì bây giờ chúng ta tạo 7 cái tài khoản Facebook thì nó hơi khó. Tuy nhiên thì bây giờ tạo 7 cái tài khoản từ Gmail nó lại là cái điều gì đó nó quá dễ dàng luôn. Đấy, thế nên là bây giờ gần như là ai cũng có rất là nhiều tài khoản phụ. Đấy, cá nhân mình có khoảng 6-7 tài khoản phụ, thì mình cứ lấy mấy tài khoản phụ xong rồi mình kêu gọi cái tài khoản chính thôi. Ở đây thì các bạn sẽ không thấy cái huy hiệu đai xanh nó xuất hiện ở trong cái mục khác này, nhưng mà các bạn đừng lo, thì cái điều đấy nó không quan trọng lắm, tại vì khi mà chúng ta đổi ấy, cái huy hiệu đai xanh nó vẫn sẽ rơi trong cái trang web sự kiện. Thì trang web sự kiện đó chắc là khoảng một vài ngày nữa thì bên Ghana họ sẽ mở, có thể họ sẽ mở ngay trong chiều hôm nay. Tuy nhiên thì hiện tại chưa thấy mở. Ở bên server nước ngoài hình như là một số server họ đã mở rồi, và cái ngày tâm điểm họ là ngày 24 tháng 4, nhưng mà hình như ở bên Ghana Việt Nam họ đẩy cái ngày chính của cái sự kiện chúng ta vào ngày 30 tháng 4, tức là chậm hơn so với các server khác một tuần nha anh em nhá. Thế nên là nếu như mà các anh em mà hay theo dõi server khác mà thấy có cái đấy nó xuất hiện mà bên mình chưa có, anh em đừng hoang mang, tại vì theo những gì mà bên Ghana thông báo ấy thì bên Ghana vẫn sẽ có. Đấy, vẫn sẽ có hàng cho chúng ta chơi. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái sở trẻ giang mới, là dân chơi hệ thú. Thì mấy hôm vừa rồi mình đã review cho anh em đó là bộ ngựa vằn rồi bộ hổ hổ chùm lắm chiêu rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thử quay xem tỷ lệ của cái bộ này ra sao nha. Đấy, có cái đoạn phim mở đầu trông rất là thú vị. Đấy, đoạn phim mở đầu là cái nhân vật chính của chúng ta sẽ ngồi vẽ cái bộ đồ khủng long nhong nhong này. Đấy, thì cái bộ này ấy, thì nó là bộ duy nhất có hiệu ứng ở trong cái bộ gọi là dân chơi hệ thú này. Đấy, mình thấy con này giống con cá sấu, nhưng mà thực ra thì con này nó con chính là con khủng long xanh, nhưng mà theo phong cách gọi là phong cách bìa các tông anh em ạ. Đấy, nó chính là con khủng long xanh anh em. Ok, thì con này có giá là 7 đá 3 bản vẽ, và khá là đắt. Trong đó con hổ là 5 đá 2 bản vẽ. Ở hình như ở server nước ngoài ấy, con hổ này rẻ hơn. Con hổ rẻ hơn mà hôm trước ấy thì bên Ghana họ cho vote, ví dụ họ cho vote con hổ với con gấu thì con nào được yêu thích hơn, con ngựa vằn và con cá sấu, à con ngựa vằn và con khủng long con nào được yêu thích hơn, thì anh em Việt Nam vote là hai con khủng long và con hổ là hai con được yêu thích hơn. Đấy, thì bên Ghana họ dựa vào đấy họ ta cân chỉnh lại cái giá của những cái bộ đồ này. Đấy, cái này là do anh em gọi là không chưa
gọi là chủ quan thôi. Ví dụ nhá, ví dụ như bây giờ bên Ghana hỏi là anh em thích con khủng long hơn hay thích con gấu hơn, anh em cứ vote cho con gấu là được hơn đấy, thì xong rồi sau đấy anh em quay lại thì con khủng long nó sẽ được rẻ đi đấy. Mà bởi vì server Việt Nam chúng ta cái hôm mà bên Ghana hỏi trên fanpage ấy thì anh em lại toàn vote cho con khủng long với là con hổ là xịn hơn, nên bên Ghana cũng chỉnh giá cao hơn thôi đấy. Trách ai bây giờ, trách mình thôi anh em ạ. Đấy thì ở đây chúng ta có thể đổi được mấy cái súng vũ khí địa ngục để lấy mấy cái bản vẽ dân chơi thú. Đấy, nói chung là cái sở chế tác này mình nghĩ là khá ngon lành. Vì sao? Vì cái bộ đồ này trông nó khá thú vị, và chúng ta cũng có thể dùng cái bộ đồ này cho cả nhân vật nam và cả nhân vật nữ. Hôm trước thì bên Ghana có gửi cho tôi cái mũ hình con hổ ấy, nhưng mà tôi lại đang đi công tác nên tôi chưa thể cho anh em xem được. Đấy, ok. Đấy, bây giờ mình sẽ quay nhá, được một đá chế tác rồi anh em ạ. Và nói chung là cái vòng quay kiểu mới này thì bây giờ chúng ta sẽ nhận được toàn mảnh linh hoạt thôi, nên là chúng ta cũng không cần phải lo lắng lắm. Hồi xưa thì cái này họ cho chúng ta toàn những cái thẻ level 4, nhưng mà bây giờ mấy cái thẻ nhân vật level 4 thì cũng đã có thể chuyển thành mấy cái vé rồi. Đấy, ui quay cũng gọi là tươi anh em ạ. Vâng, quay nói chung là được 2 đá thôi, 3 đá thôi. Vâng, 3 đá rồi, tươi rồi, tươi rồi. Tươi rồi, vâng, ra thêm đá đi bạn đi. Vâng, ra thêm đá đi bạn đi. Vẫn chưa ra thêm đá anh em ạ. Ui lại ra thêm bản vẽ rồi. Vâng, ui được 100 vừa rồi 240 mảnh linh hoạt. Đấy, thêm một đá nữa là 4 này. Đấy, nói chung là tỷ lệ ra đá khá là thơm, 5 đá rồi. Vâng, khá thơm anh em ạ. Nói chung là cái tôi không nghĩ là bên Nga nào sẽ đánh đố lắm cái vòng quay này đâu, tại vì bây giờ mấy cái sở chế tác nó cũng không còn hot như ngày xưa nữa. Đấy, 6 đá rồi, 7 đá rồi. Như vậy mình đã có thể đủ đổi cho con khủng long rồi anh em. Đấy, 8 đá rồi, ra đá liên tục luôn, 10 đá luôn, và cộng là 8 cộng 2 bằng 10 luôn. Đấy, quá ngon đội bán son. Đấy, thêm một đá nữa, ôi 11 đá rồi. Vâng, cái vòng quay ra đá khá dễ này. Vâng, vòng quay ra đá khá dễ thì bởi vì là bên Ghana muốn là chúng ta sở hữu những cái bộ này nhiều hơn. Thực ra tôi nghĩ là những cái sở chế tác này bên Ghana nên để rẻ thôi. Đấy, cứ để tỷ lệ mà ra đá với sớ nhiều này là được. Tại vì nếu như mà cái sở chế tác này mà quá khó ấy thì mọi người sẽ không có nhiều xu hướng mua. Nếu mà sở chế tác mà tỷ lệ ra thấp ấy, mọi người sẽ không mua những cái bộ đồ cao nhất đâu, mọi người sẽ chỉ mua mấy cái bộ đồ ba đá một sớ thôi. Thì nói chung là như vậy Ghana sẽ lỗ. Thì cá nhân mình nghĩ là bên Ghana cứ để cho cái vòng quay này rẻ đấy, để cho nhiều người sở hữu đấy, lại thêm hai đá nữa. Nói chung vòng quay này rất ngon nhá, tỷ lệ ra quả vòng quay dân chơi hệ thú ấy rất ngon luôn anh em, mà được anh em nên quất đấy. Từ nãy giờ mình quất là khoảng 9.000 kim cương, là đã gần hình như là chỗ này mình đủ đổi là ba bộ rồi đấy, mình đổi ba bộ rồi, được 16 đá rồi, 9.000 cơ mà được 16 đá 7 sớ là khá thơm. Đấy, khá thơm nha anh em nhé. Đấy, ok con dê. Đấy, lấy ngay quả bộ khủng long nhong nhong. Đấy, trông hài, trông tấu hài thật sự anh em ạ. Đấy, trong khi đó thì nói chung là cả bộ này sẽ là 7 cộng với 5 là 12, cộng với 4 là 16, cộng với 3 là 19. Cả toàn bộ này 19 đá, 19 đá và mấy sớ. 2 cộng 12 là 7, 8 sớ anh em ạ, 19 đá và 8 sớ nha anh em nhá. Là chúng ta có thể đổi được toàn bộ bộ đồ này. Nói chung là theo mình đánh giá là tương đối rẻ. Đấy, 3 sớ cộng với cả 1 là 4 này. Với hai con kia là 2 cộng 2 là 4 đấy. Đúng rồi, 19 đá 8 sớ, một trong những cái sửa chế tác mà mình đánh giá rất rẻ ở Ghana Free Fire. Sau cái sửa chế tác này chúng ta sẽ có sửa chế tác UMP, và cái sửa chế tác UMP đấy là có rất nhiều súng ngon nha anh em nhá. Mình sẽ sớm hé lộ toàn bộ cái chi tiết về bộ sửa chế tác UMP cho anh em xem. Ok, thì cái này là bộ khủng long nhong nhong. Đấy, bộ này vào trong game thì chúng ta sẽ có, đó là một cái hiệu ứng khi chiến đấu. Thì những cái vây lưng của con khủng long này nó sẽ giật điện. Đấy, nó sẽ có hiệu ứng sấm sét nha anh em. Đấy, đâu rồi? Tháo dây, cậu gọi là thử ở đây rồi. Đây rồi, đôi giày. Và đây rồi. Ui nó đứng im mà đấu súng với tôi anh em ạ. Ui nó bắn phát vào đầu rồi, mình còn mỗi 20 máu, toang rồi, toang rồi. Vâng, phải bơm máu thôi. Và toang thật sự không sao ạ. Đấy, anh em thấy có quả hiệu ứng không? Đấy, hiệu ứng sét trông rất là bần luôn. Đấy, nói chung là hiệu ứng của khẩu này của bộ này trông nó không được xịn sò nữa lắm. Đấy, nói chung là trông nó khá là bình thường. Ui cờ la. Vâng, cờ la với chúng tôi. Đấy, ngộ khỉ ngay. Đấy, hóa này ngộ không là mấy thằng cờ la cờ lủng nó chột ngay anh em ạ. Vậy này giỏi đấm cậu. Ui tuổi gì? Vâng, tuổi gì đòi ăn mì luôn. Tuổi gì đòi đấm thôi. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ ngộ chính là nhá, coi anh em bật con chrono lên ấy, anh em vẫn bị địch nó đấm, nhưng mà riêng anh em hóa thành ngộ khỉ không bao giờ đấm anh em luôn. Này thì đấm cậu này, làm sao đấm cậu với chúng tôi này, đấm tôi này.
hóa thành ngộ cỏ phát là địch chột ngay. Nói chung là ở bên server nước ngoài ấy, thì ở bên đặc biệt là bên server Thái ấy, hiện tại thì người chơi đang sử dụng ngộ cỏ rất là nhiều. Đấy, gần như là 100% người chơi đều chuyển qua sử dụng ngộ không luôn. Cơ bản là cái nhân vật ngộ không này nó mạnh ở chỗ là các bạn có thể né được cái những cái phát bắn đầu tiên của địch. Đấy, ví dụ như Chrono ấy thì các bạn đặt cái vòng quay ra, đặt cái vòng ra ấy, đối phương đơn giản là nấp đi. Sau đó thì đến khi cái vòng của bạn nó vỡ rồi ấy, thì bạn không còn gì để mà có thể ẩn nấp và che chắn được. Còn ví dụ như với con ngộ không ấy thì khi mà các bạn bị bắn ấy, các bạn hoàn toàn có thể chui vào trong một cái góc nào đó, các bạn hóa thành bụi cỏ thì đối phương rất là khó có thể tấn công bạn, thì trừ khi là đối phương chơi lựu đạn thì chúng ta chịu thôi. Đấy, nếu mà đối phương chơi lựu đạn thì khó thôi, chứ còn nếu mà đối phương mà gọi là chỉ bắn thôi rất là khó mà trúng. Đấy, mình hóa thẳng bụi cỏ mình di chuyển vào này, địch làm gì của mình. Đấy, làm gì của mình ấy, di chuyển vào chọn góc bắn nó gọi là thoải mái luôn, bắn nó phải gọi là mái thoải luôn anh em ạ. Đấy, đây là tôn chưa kỹ năng cái ly. Đấy, nào làm sao đấy, địch không có tuổi chơi mình luôn, kể cả ví dụ chơi Desert Inger thứ không có tuổi luôn. Đấy, bắn nó gọi lục bạc lấy đâu mà vuốt tâm. Đấy, mình hóa thành bụi cỏ mình làm gì còn đầu nữa, đâu mà vuốt tâm ở đầu, vuốt tâm ở đầu gối à. Đấy, anh em thấy hiệu quả không? Bây giờ nhá, là cái trò Free Fire này của chúng ta ấy là vuốt tâm các thứ nó rất là nhiều. Đấy, mà mình hóa đấy là vấn đề, là khi mà địch vuốt tâm là bạn phải có đầu để cho địch vuốt tâm vào đầu, đúng không? Nhưng mà bây giờ bạn hóa thành bụi cỏ làm gì có đầu. Đấy, biết đâu là đầu, đâu là mông, đâu để mà vuốt tâm. Đấy, thế là địch bắn đinh đinh ngay. Mà địch chỉ cần bắn được khoảng 2-3 phát đạn mà nó không trúng của chúng ta ấy thì địch nó sẽ bị hoang mang anh em ạ. Thì đấy là cơ hội cho chúng ta có thể phản công. Đấy, mà trong cái phiên bản này ấy, thì con ngộ không nó khi mà hóa thành bụi cỏ nó vẫn giữ được cái tâm bắn. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể là bắn trả đối phương luôn, chứ không còn cần phải tắt cái kỹ năng đi giống như phiên bản trước. Cái phiên bản trước là khi mà chúng ta hóa ngộ không chúng ta phải tắt kỹ năng đi. Đấy, đấy, thấy chưa? Đấy, tuổi gì đấy, làm sao mà bắn chúng tôi mấy viên đầu tiên để mà kéo tâm kéo đầu các kiểu được, không bao giờ đủ tuổi luôn. Đấy, không tính tiền luôn anh em ạ, xịn xò con bò luôn. Bây giờ mình hóa bụi cỏ lấy gì mà kéo đầu mình. Đấy, lúc ấy mình chỉ có cỏ cây hoa lá thôi, mình cũng thấy ui rồi, làm sao đấy, lấy đâu ra mà vuốt tâm. Đấy, tôi đứng giữa nhà địch luôn, không bắn được mình luôn. Đấy, không bao giờ bắn được mình luôn anh em ạ. Đấy, tuổi gì luôn. Vâng, tuổi luôn. Ui ôi, bắn ghê thế. Vâng, tuổi gì luôn. Đấy, không bao giờ có tuổi vuốt tâm vào đầu mình luôn. Đấy là lý do vì sao mà con ngộ không này ở bên server nước ngoài ấy nó đang rất được yêu thích luôn. Đấy, đặc biệt là tay mấy ông cao thủ phải gọi là chịu luôn anh em ạ. Đấy, một cháu nữa làm sao. Ui đấy, làm sao bắn trúng tôi được. Không bao giờ bắn trúng tôi được luôn. Đấy, chiến thắng nó quá dễ dàng. À, với những người mà nói chung là bây giờ chỉ có khắc chế ngộ không thì chỉ có thể sử dụng ngộ không anh em ạ. Tức là hai bên cùng hóa bụi cỏ thì thằng nào sử dụng bụi cỏ thông minh hơn, đúng thời điểm hơn thì thắng. Đấy, chứ còn ví dụ như các nhân vật khác mà bắn ngộ không nha, ví dụ như địch đặt Chrono nha, mình hóa bụi cỏ đi thẳng vào trong cái vòng Chrono luôn. Hoặc là ví dụ như là địch đặt bom keo, mình hóa bụi cỏ mình đi vòng qua bom keo luôn, không vấn đề gì luôn. Đấy, gọi là easy luôn. Còn nói chung là cái bộ dân chơi thú này thì khá đẹp. Anh em nếu mà được thì cố gắng sở hữu con khủng long, một con hổ. Con hổ mình test cho anh em rồi. Còn mình thấy con ngựa vằn hay con gấu thì trông nó không được xịn trò lắm. Đấy, trông nó khá là bình thường. Đấy, ông nào mà tính ngựa thì chắc là lấy con ngựa vằn thôi. Đấy, còn đâu thì mình nghĩ là chủ yếu mọi người chắc là lấy con hổ. Tại vì con hổ nó khá là rẻ. Đấy, nó ui xồi vòng vào sau lưng ấy, nằm ngay không bao giờ đủ tuổi chơi luôn. Đấy, tôi cứ khoái bụi cỏ đi giữa đường ấy luôn, trái bắn được mình anh em ạ. Vâng, trái bắn được mình luôn. Đấy, đây là tôi xài con này nó còn chưa gọi là tín tay lắm. Ví dụ như là nếu mà mấy cao thủ gọi là võ lâm các kiểu thì ăn chặt và cứ khoái bụi cỏ vòng vào thịt đối phương thôi. Đây, đấy, bắn đi. Đấy, tuổi gì mà bán mà. Vấn đề là bây giờ con ngộ không hóa thì bị cỏm rất là lâu. Đấy, hóa 15 giây thì ai mà chịu được. Đấy, hóa 15 giây. Đấy, đi vòng ra cả cái nhà đối phương. Đấy, đỡ đi, đỡ thế nào được. Đấy, ok, trong clip này mình đã hướng dẫn anh em tham gia sự kiện kêu gọi cũng như là test cho anh em cái vòng quay chế tác ngày hôm nay. Thì chúc anh em sẽ có một cuối tuần vui vẻ nha. Còn nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Kia Minh, đừng quên để lại mình một like, một subscribe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.